Kính mời quý vị thư giãn với chương trình Ephata của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có chuyên mục những bài học từ trái tim và tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình. Chuyên mục những bài học từ trái tim. Sau đây, mời bạn nghe bài chia sẻ Gặp gỡ người nghèo của tác giả Anthony Nghi. Suốt 3 tháng được sai đến với người nghèo, tôi xem thời gian đó là một cuộc gặp gỡ và lên đường. Đến và ở với người nghèo, một kinh nghiệm thiết thân, một kinh nghiệm thật khó quên nhường nào. Trong những cuộc gặp gỡ đó, tôi cảm nhận được cả niềm vui pha lẫn nỗi buồn. Những cuộc gặp gỡ của tôi như một sứ mạng thúc đẩy tôi dâng hiến trọn vẹn chính mình. Đồng thời, từ những kinh nghiệm của cuộc gặp gỡ đó khiến tôi ngày càng ý thức về cung cách hành xử và cách sống của tôi đối với những con người đặc biệt. Vậy, đâu là những kinh nghiệm hay đâu là những tác động đối với tôi từ những cuộc gặp gỡ đó? Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ một vài tâm tình, kinh nghiệm và chút suy tư về cuộc viếng thăm, gặp gỡ và hiện diện với người nghèo. Tại sao tôi ví việc đến với người nghèo như một cuộc gặp gỡ thực sự? Thưa, vì tôi thấy Sài Gòn xưa cho đến nay có những sự thay đổi và phát triển đáng kể. Trong khi đó, tại thành phố này còn biết bao người nghèo khổ, bệnh tật và kém may mắn hơn tôi. Nên, cuộc lên đường của tôi là để tìm gặp những con người cần đến sự nâng đỡ, những chia sẻ hay sự hiện diện của tôi. Thật vậy, khi trở về với lòng mình, tôi thấy bao nhiêu ưu tư để tìm gặp con người. Tôi nhận thấy dường như cuộc sống của tôi đã quá đủ, đến nỗi tôi phải bỏ đi chính mình. Thậm chí tôi phải bỏ đi những tri thức mà tôi đã nắm bắt qua một bên để đến với người nghèo. Đối với tôi cần người nghèo. Cần họ không phải để lợi dụng hay thỏa mãn cơn khát nghèo của tôi. Nhưng tôi cần họ vì tôi yêu mến họ. Sự thật rằng, để yêu con người thật khó. Khó vì tôi chưa thực sự có được kinh nghiệm như họ và chưa đụng chạm đến những nỗi đau sâu xa của họ, những vết thương tổn của họ hay bươn chải của họ để kiếm miếng cơm, manh áo. Có thể bạn hỏi tôi về những câu hỏi như: anh chuẩn bị điều gì trước khi thăm viếng họ? Anh được sai đến với họ để làm gì? Anh có kinh nghiệm gì khi đến với họ? Bạn thân mến, tôi không giấu gì bạn. Những câu hỏi ở trên đã không ngừng giúp tôi ý thức hơn trong cuộc tình tôi đến với con người, đặc biệt là những người nghèo và bệnh tật. Thứ nhất, tôi chẳng cần chuẩn bị gì ngoài việc ở lại với Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện. Tại sao tôi phải ở lại? Và việc ở lại để cầu nguyện sẽ giúp gì cho tôi? Thưa, tại vì tôi cần sức mạnh và ánh sáng của Thiên Chúa để Ngài soi dẫn và giúp tôi can đảm đến với người nghèo. Ở lại với Chúa giúp tôi biết được ý Ngài muốn tôi làm gì khi đến với họ. Hơn nữa, tôi ở lại để tìm kiếm sức mạnh nội tâm. Cuối cùng, theo linh đạo của dòng tên, tôi là một người Giê-xu hữu. Tôi phải là một người con của Chúa.
phải là con người cầu nguyện. Thực vậy, tôi không chỉ cầu nguyện trước khi đi đến với họ, mà còn trong cuộc gặp gỡ của tôi với họ, giống như một cuộc đối thoại thiêng liêng. Như vậy, đối với tôi, việc ở lại với Chúa để được Chúa sai đi là điều hết sức quan trọng trong đời sống của tôi. Nó như một hành trang cho tôi trên đường bước theo Chúa và dấn thân đến với người nghèo. Thứ đến, tôi được sai đến với người nghèo để cảm được cái nghèo và những đau khổ của họ, đồng thời đồng cảm với những khó khăn thách đố của họ đang gặp phải. Ban đầu, tôi tưởng rằng tôi đến để giúp họ điều gì đó, nhưng về sau tôi mới nhận ra rằng tôi chẳng làm được gì cho họ ngoài sự hiện diện của tôi. Hơn nữa, tôi được sai đến với người nghèo với mục đích huấn luyện chính mình trong việc phục vụ người nghèo. Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời trong sứ mạng đến với người nghèo và người bệnh. Ngài đến với họ để chữa lành bệnh tật của họ và xua trừ ma quỷ. Ngài yêu mến họ và chấp nhận họ bằng một tình yêu vô điều kiện. Ngài không loại trừ bất cứ ai đến với Ngài, mặc dù họ tội lỗi và xấu xa chăng nữa. Nhưng Ngài vẫn một lòng yêu thương họ đến cùng. Bước theo và bắt chước Chúa Giêsu là điều quan trọng nhất trong đời sống dâng hiến của bất cứ ai. Trong cuộc gặp gỡ, tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi được huấn luyện cho sứ mạng tương lai là đến với những người nghèo. Sứ mạng quan trọng đến nỗi đòi tôi phải mở ra để được Chúa huấn luyện mình. Quả thực, Thiên Chúa đã dạy tôi qua đời sống của những người nghèo và bệnh tật về lòng khiêm tốn và lòng tín thác vào Thiên Chúa. Ngoài ra, tôi đến với họ để tập lắng nghe và thấu cảm. Lắng nghe những tâm tư và những nỗi lo lắng của họ, thậm chí lắng nghe những khao khát của họ để tôi hiểu họ hơn. Đối với tôi, kinh nghiệm lắng nghe là một kinh nghiệm đòi tôi phải bỏ mình, vì thường tôi thích nói hơn là nghe. Thứ ba, một kinh nghiệm thật tuyệt vời là tôi cảm nhận được khuôn mặt của Thiên Chúa luôn hiện diện nơi những người nghèo. Quả thật, tôi đã gặp gỡ những người nghèo. Nếu xét theo khía cạnh vật chất thì họ nghèo vì họ chỉ kiếm đủ tiền để sống và chữa bệnh thôi. Nhưng xét theo chiều kích thiêng liêng, tôi thấy họ dường như không nghèo vì họ có Chúa, đứng hiền lành và khiêm nhường. Bên cạnh đó, tôi thấy cách sống của họ thật đơn sơ. Họ khát khao Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa, tin tưởng vào Chúa. Tôi thấy mình bị đánh động bởi nỗi đau của kiếp người. Kinh nghiệm này rất thiết thực đối với tôi. Một số người đau bệnh rất nặng chia sẻ với tôi về nỗi đau tột cùng. Họ tâm sự với tôi rằng trong lúc đau khổ nhất, họ dường như cảm thấy Chúa bỏ rơi họ. Chúa bắt họ chịu đau khổ. Trái lại, một số người bệnh khác, càng đau bệnh, họ càng cần Chúa và họ chấp nhận đau khổ vì lòng yêu mến Chúa. Như vậy, tôi nhận ra sự hiện diện sống động của Thiên Chúa ngang qua những người mà tôi gặp gỡ. Một đàn, những hình ảnh, cái nghèo và bệnh tật của họ khiến tôi ý thức về sứ mạng của tôi, sứ mạng sống nghèo và luôn biết cậy dựa vào Chúa. Đằng khác, tôi được tác động bởi cung cách và một đời sống khiêm nhường và đơn sơ
của những người mà tôi đã gặp gỡ. Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con cảm thấy mình bất lực trước những cảnh nghèo, những bệnh tật và đau khổ của con người. Xin Chúa luôn ở với họ và ban cho họ được những ơn cần thiết để họ sống theo thánh ý Chúa. Ước chi việc con đến với người nghèo và những người bệnh tật luôn luôn là một cuộc gặp gỡ và lên đường để không ngừng tìm kiếm Chúa một cách đích thực trong chân lý và sự thật. Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con được mời gọi để dừng lại, nghỉ ngơi và suy gẫm về lời mời gọi hiệp hành của Thượng Hội đồng. Tất cả những người mà chúng ta đã không biết cách lắng nghe, khiến họ bỏ đi, và rồi chúng ta không biết làm gì để trở thành người biết lắng nghe tốt hơn. Họ cũng được mời gọi chia sẻ với chúng ta tiếng nói của họ, những suy tư của họ, mối quan tâm và nỗi đau. Chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa dạy cho chúng ta trở thành người Kitô hữu tốt hơn, dạy chúng ta phục hồi lại bản chất của cộng đồng Kitô hữu, đó là sự hiệp thông chứ không phải loại trừ. Lạy Cha, con nguyện xin cho ước muốn của những người nữ thánh hiến này được thực hiện trọn vẹn trong giáo hội. Thank you.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin Chúa chúc lành cho ngày sống của quý vị.